chào anh em chưa lùa đề thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm đánh lùa đề bịp phần mềm cao cấp độc quyền của trung tâm ứng dụng phần mềm chúng tôi thì cái phần mềm này nó được cài đặt vào tất cả những cái dòng điện thoại của anh em như iPhone Samsung Oppo thì trong khi test video đấy, tôi bật đồ chạy rơi này và không để lộ cái phần mềm đấy, vì lý do bảo mật cho công ty chúng tôi và cũng như anh em Đấy, thì anh em có nhu cầu anh em kết bạn Zalo vào số này đấy, chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm thì sau đây tôi sẽ dùng cái máy phần mềm đã được cài đặt trên cái dòng máy iPhone này rồi đấy rồi tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến anh em nhé rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp đấy, cho anh em thấy cái độ hiệu quả của nó anh em nhé đấy, Ok đấy, tin nhắn đến anh em này đấy, tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp này anh em này đấy, 0607 anh em nhé Tôi sẽ chỉnh sửa thành con số khác Đấy, thành 3344 anh em nhé thì thông thường đấy, chủ lô họ sẽ ok lại rồi tôi sẽ sửa cái con 3344 này thành con khác anh em nhé thông thường là chủ lô họ ok lại này đấy, ok anh này đấy, thì họ sẽ gửi lại cho mình đấy ok đấy, thì tôi sẽ để một vài phút sau đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ hiệu quả của phần mềm này thế anh em có nhu cầu phần mềm chỉnh sửa tin nhắn zalo viber ca cao đấy Messenger trên Facebook để tôi đã để một cái đường link ở phía dưới anh em nhé thì anh em qua kênh anh em xem thì anh em có nhu cầu là anh em cứ qua anh em xem ví dụ anh em có nhu cầu Zalo anh em qua anh em xem bây giờ là 17 giờ 13 phút tôi sẽ để anh em là 14 phút anh em nhé vì cái thời lượng của Facebook không cho phép thì nên là tôi sẽ để một phút thôi tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em để qua một phút giờ Đấy, chỉnh sửa để cho anh em thấy là cái thời gian không thay đổi Đấy. thì kênh thương hiệu của chúng tôi là phần mềm đánh lô đề bịp anh em có nhu cầu anh em qua kênh thương hiệu của chúng tôi anh em xem anh em nhé Chúng tôi là có tất cả những cái video Đấy, phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo này Đấy, Messenger trên Facebook này Đấy, tất cả những phần mềm thì anh em có nhu cầu thì anh em qua anh em xem 13 đã qua được một phút rồi thì sau đây tôi tiến hành chỉnh sửa trực tiếp cho anh em này Đấy. anh em chú ý cái máy chủ lô này khi tôi chỉnh sửa nó không sáng đèn anh em nhé thì cái thao tác chỉnh sửa nó cực kỳ là nhanh anh em chỉ cần vào phần mềm Đấy. rồi anh em ghi cái số điện thoại của người muốn chỉnh sửa Đấy, dưới là một cái nội dung thì anh em xóa nội dung trước và anh em thay thế vào đó một cái nội dung mới rồi anh em gửi lại thì bên máy chủ lô Đấy, nó sẽ thay đổi Đấy, con số nó thay đổi Đấy, ok Đấy, tôi đã sửa xong anh em nhé anh em trong khi sửa anh em vẫn chú ý cái máy này Đấy, máy chủ lô không sáng đèn bây giờ tôi sẽ mở ra để cho anh em thấy cái con số thay đổi Đấy, và thời gian không thay đổi anh em nhé Đấy. lô 3344 đã chuyển thành 8899 Đấy, vào lúc 17 giờ 12 vẫn giữ nguyên mốc thời gian ban đầu anh em nhé thì với công nghệ này anh em sử dụng cái phần mềm đánh lô đề bịp này của chúng tôi Đấy, thì anh em có sân chơi anh em tạo được sân chơi anh em giành chiến thắng anh em nhé thì chúng tôi có hai cơ sở khu vực miền nam anh em qua bến xe miền đông khu vực miền bắc anh em qua bến xe giáp bát bến xe mỹ đình anh em vào cơ sở anh em cài đặt trực tiếp phần mềm và test trực tiếp phần mềm Đấy, thì cảm ơn anh em đã xem một clip